Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 âm lịch. Và hôm nay thì mặc dù thời tiết mưa rất nhiều, từ sáng sớm thì mưa rất là bự luôn, nhưng mà nhà mình vẫn tiến hành cơi đọt lần 4 cho cúc mâm xôi hàng năm cơi ha. Hôm nay thì có các cô về phụ mình này. Trời mưa cho nên là các cô mặc áo mưa. Bây giờ là đang sượng nắng lên một chút rồi. Thì đây là cái cúc mâm xôi của mình. Cúc mâm xôi của mình thì hiện tại phát triển tương đối tốt. Cây thì tương đối mập và đọt lên cũng vừa đủ để mình ngắt ha. Hôm qua thì mình vừa mới tưới cho cây một cự phân. Ở đây thì mình sử dụng là 2 kg, gồm có 3 loại phân kết hợp với nhau. Đó là 1 kg 3 số 16, nửa ký 12, 15, 17 và nửa ký con gấu ha. Thì thường thường thì tưới phân thì nhà mình sẽ kết hợp nhiều loại phân với nhau. Thì do cái thói quen cũng như là cách dùng thôi. Chứ có nhiều người thì người ta sẽ dùng một loại phân ha. Tùy. Ở đây thì trong video của mình thì mình chia sẻ những cái điều mà mình làm lên cúc mâm xôi cho mọi người xem. Khu vườn của mình thì hiện tại là có 1.600 giỏ nha mọi người. Và tưới 2 kg phân. Và kết hợp với một cái bịch giường rễ. Lúc nào mà mình tưới cho cúc mâm xôi này thì mình cũng có giường rễ hết. Giường rễ thì có nhiều loại. Như lúc thì mình dùng loại này, loại kia ha. Nếu như mà cây của mình mà trong cái giai đoạn mà mới thêm giá thể á, thì mình mua cái loại mắc tiền một chút để thúc cây nó ra rễ mạnh hơn. Còn nếu như trong cái giai đoạn bình thường mà cây đang phát triển tốt thì mình mua cái loại rẻ một chút ha, để giảm bớt cái chi phí. Thì chia sẻ với mọi người đó là về cái vấn đề mà tưới phân cho cúc, bao nhiêu ngày tưới cũng như là liều lượng bao nhiêu thì là tùy thuộc vào cái thói quen cũng như là cách làm của mọi người nhá. Có nhiều người hay người ta đi mạnh phân nhưng mà người ta biết cách xử lý thì cây của người ta cũng rất là đẹp, tốt. Có nhiều người thì người ta đi nhẹ phân nhưng mà vẫn đạt hiệu quả cao đó. Và nhà mình ở đây á, thì nhà mình tưới phân á, thì cũng giãn ngày tùy theo cái nhu cầu của cây. Ví như mà bình thường á, thì từ 5 tới 7 ngày thì mình tưới cho cây một cự phân. Nhưng mà nếu gặp thời tiết mưa nhiều mà cây còn non ha, thì mình có thể giãn cái ngày tưới ra. Hoặc là nếu như những cái thời điểm mà thêm chân cho cây á, vô giá thể cho cây á, thì mình cũng giãn những cái ngày tưới ra. Có khi mình giãn tới 10 ngày đó mọi người, để phù hợp cho cây ha. Thì tưới phân nhiều hay ít vào cái thời điểm nào thì ngoài cái việc mình làm ra thì mình cần xem nhu cầu của cái cây của mình nó như thế nào thì mình cần phải bổ sung cho nó, chứ không phải là là mình cứ tưới lên là được đâu. Đó, mọi người có thể thấy cái cây của mình đó, đọt thì nó cũng rất nhiều. Mỗi đọt thì tương đối mập thôi, nhưng mà lá nó vẫn không có được nở to lắm. Thì do ở đây thì lượng phân của mình đi vẫn ít. 1.600 mà cây tầm cái chậu của mình ở đây á, thì hiện tại người ta đã đi 2,5 kg, có khi là hơn 2,5 kg rồi ha. Nhưng mà nhà mình ở đây thì mới đi có 2 kg thôi. Ai mà theo dõi mình đủ lâu thì cũng biết ha, nhà mình đi lượng phân rất là ít. Thì ở đây là những cái chậu mà mình đã ngắt rồi nè mọi người, đã quay cho mọi người xem ha. Ở cái cây 4 này thì mình cũng côn tàn lại. Ở đây thì thường thường để từ 5 đến 6 mắt lá thôi. Đây, 5 đến 6 mắt lá ha. Đây là những cái chậu đã ngắt rồi này. Một nách như vậy thì lúc mình ngắt á, thì những cái nách, những cái đọt ở những cái nách này ha, nó sẽ búng lên. Đây là những cái đọt dư này mọi người. Tính tới thời điểm hiện tại này thì mình thấy có rất nhiều người ha, người ta dùng những cái đọt cúc này nè để người ta cắm và làm những cái chậu cúc mini. Nhưng mà năm nay do sân của nhà mình kín quá cho nên mình không có làm. Đó, mình quay cho mọi người xem sơ sơ một số chậu. Sau đó là mình sẽ sang bên chỗ các cô ha, các bà đang ngắt đọt đó, mình sẽ quay cho mọi người xem cái ngắt, cách ngắt của người ta. Đây. Mọi người có thể thấy ha, nhà mình ngắt thì ở phía trên này thì vẫn để nó nhô lên một chút. Và ở đây thì nó có một cái kiểu như cái vòng cung vậy ha, như cây dĩa mình úp lại. Đó. Và cái chiều cao của cái cây 4 ở đây thì mình cũng từ 5 đến 6 mét lá, không có cắt dài quá ha, vừa tầm, cái này là vừa tầm.
Cúc của nhà mình thì vừa đọt để ngắt thôi. Đấy, những cái đọt cúc rơi ra ở đây thì nó cũng không có quá dài đâu mọi người, một chút xíu à. Đấy. Các đọt thì nó cũng tương đối mập. Và mình cắt không có cao quá để cho cái tàn của mình nó được kín á. Tại vì thường thường cúc thì nó cũng mọc tầm, nó cũng lên đọt tầm 3-4 cái nách lá đầu thôi. Còn những cái nách lá dưới thì nó ít khi lên. Tại vì là nó bị kín quá ở trong này á, không gian nó không có được rộng mở lắm. Cho nên mình cũng cắt như thế này để cái tàn của mình cho nó được đặc, được đẹp hơn. Với cái thời tiết mà hay mưa đêm như thế này thì mình cũng sợ á, những cái đọt này nó bị dao lóng á. Đấy, à, mình quay ha. Đây là những cái chậu cúc mà đặt ngắt rồi. Một buổi sáng thì 6 người đã ngắt được một bờ bên này rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang bên này và quay cái cách ngắt của các cô, các chú cho mọi người xem nha. Ngắt từ trưa tới giờ chưa có ai ăn cơm hết. Đây, quay bác đầu tiên nào. Hello bác. Bác đẹp gái mà khi nào cũng sợ vì quay lên YouTube là sao chứ là. Đói bụng nha bác. Cũng gần đói. Cũng gần đói rồi ha. Ủa ngắt cái cây bố này mình có côn lại chút không bác? Thì nó dư cây quá rồi đâu mà anh thấy. Cây này có dư không? Cái này bên đây cũng được không? Cũng vừa ha. Nó hơi cao. Bên kia nó hơi cao. Có chậu, tí thấy chậu. Dạ. Ngắt tầm từ tới 5 đến 6 lá ha. Ở giữa. Ở giữa là ngắt sát hơn chút rồi hay sao? Ngắt sao canh cho tàn luôn. Vậy là cây này cũng sửa tàn luôn à. Đây là bác mình này. Bác mình có tuổi nghề 10 năm đây nha mọi người. Đấy. Đây là kéo đi không à. Sợ. Sợ ta như quay. Đấy. À, đừng quay em. Cô chứ. Đấy. Sao phải quay về lên YouTube hả chị luôn? Dạ, con là ngày nào cũng quay mà. Chăm chỉ lắm. Đây là cô quay nè. Đi kiếm bà Năm đâu ta? Bà Năm mình đang bánh rồi. Đây. Tại vì bà Năm là chi ta? Đây, để mình đưa cái chậu cúc này cho bà Năm ngắt. Bà Năm là chuyên. Đúng rồi, đây là một cái chậu cúc mà nó hơi bị ít đọt này mọi người. Nó thấp mà. Để coi cách bà xử lý cái chậu cúc này nó như thế nào ha. Ồ, cái chậu cúc của bà đang ngắt nó cũng hơi bị méo chút đúng không? Đúng rồi. Bà đang sửa tàn cho cây. Này đi ngắt nhiều không bà Năm? Nhiều. Nhiều ha. Ngắt cho con xong này đi ngắt ở chỗ nào nữa không? Còn nhiều chỗ nữa. Mai đi ngắt tiếp ha. Vậy đang đi ngắt mỗi ngày luôn. Rồi. Phải bà sao phải thiết kế cái bộ móng giả mà cho người chuyên lặt cúc đó, cho khỏi đau tay mới được. Chứ ngày nào cũng đi ngắt đau chứ. Còn giá thì chẳng ngắt được. Đâu mình phải gắn thật chặt. Để chờ bà Năm mà ngắt xong cái chậu này đi. Rồi mình sẽ ngắt qua cái chậu này. Của tiền đó nó cũng gắn giả đó. Rồi còn rồi, bỏ cái đó xuống giùm con đi bà. Cho cái chậu này lên này đó. Với một cái chậu mà chậu này nó hơi thấp ha. Thấp thì mình chỉ múng nhỏ thôi, ít thôi. Múng nhỏ thôi ha. Ít thôi nha. Hình như cái chậu này chưa thêm chân hay sao? Thêm rồi hả? Tại vì nó... Nay, mấy nay thì cắt vườn của người ta tốt dữ lắm hả bà Năm? Cũng có, cũng như này, có cái gì tốt hơn, có cái gì tệ hơn, cũng có. Hôm bữa thấy có bà nào đi về mà kêu bà ngắt một chậu như thế này mà 150 đọt. Đúng rồi. Dữ. Cái chậu này bình thường được có 60-70 đọt chứ nhiêu? Của ông Tiền ngoài là tới 105-106. Anh Tiền bên này ha? Con Tiền á. Tiền ngoài cái mơn á. Dạ. Mà cùng làm cái chậu thùng đen này luôn hả? Không mà nó làm thùng đỏ. Thùng đỏ mà chậu 5, chậu 6 đúng không? Thì đúng rồi, chậu đó thì mới đừng được cỡ đó chứ chậu này tới cỡ đó là chắc tràn đã hết rồi. Đúng rồi. Đây là một cái chậu mà nó thấp, nó nhỏ. Đấy, sửa lại là bằng luôn ha. Bằng tang với mặt chậu và nó còn tròn tròn lên luôn. Đấy. Sau khi hoàn thành một chậu cúc này mọi người, rất là tuyệt vời luôn ha. Đấy, bà Năm là có rất nhiều năm kinh nghiệm mà chuyên lặt cúc rồi. Đó, mình quay gần. Đấy, những cái chậu của bà Năm ngắt này. Rất là đẹp. Nhô nhô.
Còn đây là chàng trai đẹp nhất trong cái khu vườn của nhà mình. Chàng trai đấy, anh bắt rất đẹp. Ủa sao anh không đi dép? Ơ nên đi úng. Rồi. Ngắt cúc gì không anh? Thì đâu có. Ờ, rất chi là dễ. Hồi đau lưng thôi đúng không? Có đau lưng không? Thường, quen rồi. Ờ, ê người, làm cái nào cũng dây đúng không? Ôi, cởi áo mưa đi cho khỏi nè. Đây, rất chi là đẹp nha mọi người. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.